Ok, chào anh, nghe rõ không anh? Ồ, mình nghe tốt anh. Ok, thì lâu quá mình cũng không có like, với lại nó cũng không có cái chủ đề gì like, nhưng mà mấy bữa nay thì qua cái mùa lễ này thì tôi cũng muốn ôn lại một số sự việc mình chứng kiến ở bên này. Ok. Có một cái sự so sánh giữa Việt Nam và Mỹ trong mùa lễ, trong mùa lễ mùa lễ tôi không dùng cái chữ holiday, tôi không có dùng cái chữ gì đó đại khái, nhưng mà tôi dùng cái lễ. Thì Ok. Việt Nam mình nó có một cái quái đản, một cái chỗ này đây. Một cái mùa lễ năm nay ở nước Mỹ thì tôi thấy, khi tham quan tôi thấy thì hầu như là nó tiêu điều quá, mấy cái shopping rồi mấy cái chỗ mà vui chơi là hầu như người ta không tổ chức gì cả. Chẳng qua vì cái chỗ lạm phát rồi thất nghiệp rồi nó đủ thứ chuyện trên đời rồi, nó có những cái chuyện mà người ta ngại nhất là trên cái vấn đề xả súng, thì nó cái hiện tượng nó xảy ra rất là nhiều nơi trên nước Mỹ mà khủng khiếp. Bởi vì có một cái khác ở chăng nữa thì người Việt mình nghe nói chỉ chết rồi là mà thấy là đã thấy quải rồi, Ừ. đâu đâu mà quýnh bể đầu sứt trán, thì cái chuyện mà thì mình đã mà đấy rồi, còn ở đây là nó làm hàng loạt và chết thì chết rất là nhiều người, thành ra chuyện đó mình cũng cái người dân họ cũng ái ngại ra đường. Và những cái nơi nào mà coi như là tụ tập đông người, thí dụ như là shopping, chợ búa này kia, thì người dân người ta cũng ngại đi luôn, đi vô rồi đi vô đó là phải lựa hoặc là rẹt 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 xong rồi ra chạy trốn, chứ nó không phải giống như kiểu như đi thênh thang để mà ngồi đi thưởng ngoạn, hay là đi du đi mà ngồi để mà đi dừa đi giải khuây xả stress, thì đó là không còn cái chuyện nữa. Của mùa lễ năm nay thì mình thấy là thật sự là nước Mỹ rất là ảm đạm, cả một cái tiểu bang của tôi, cái thành phố Minneapolis của tôi ở, tôi thấy không có treo đèn, không kết hoa, không hang đá, không, nói chung là hết tất tật tiêu, không không có giống như mọi năm mấy cái mấy năm đi trước, tôi thấy rất huy hoàng lắm, nhà nào cũng giăng đèn phía trước, ví dụ vậy, giăng đèn phía trước là kia bữa nay là coi như không thấy mẹ trên trời, giống như là rất là thử, một sự coi như là mình phải hiểu là một cái sự coi như là họ tiết kiệm thắt lưng bụng bụng dữ lắm. Họ yên lặng ấy, họ yên lặng, họ không có vui. Đúng rồi, họ không có vui và cái kinh tế họ đi xuống và bị thất nghiệp tràn lan, cho nên bị đó kinh tế, thậm chí những cái mall, hôm tôi cũng đưa nói với anh rồi là cái mall ở trời cửa là cái mall sao đèo của Minneapolis này cũng rất là lớn, mà giờ cái Macy là cái công ty rất là lớn, anh Macy là công ty rất lớn mà bán về son phấn, đồ phụ nữ, ví dụ giờ giỏ bóp sắt, những cái đồ cao cấp của phụ nữ thì hoa rồi kia, mà giờ nó đóng cửa luôn, đồ đóng cửa chắc lại nó chuyển qua nó bán online hay sao, với cái điều là mình nói như vậy để mình hiểu là cái tình hình kinh tế của nước Mỹ đang ảm đạm. Một mặt là cái vấn đề coi như người dân họ không có vui thú rồi cái lễ như này, em thấy tôi thấy như nó không có, nó nhạt nhẽo lắm, và đặc biệt ở cái mùa đông năm nay của chuyện này tôi ở là mỗi năm hầu như là mấy chục năm về trước là mùa Giáng sinh nào cũng tuyết đầy trên trời, và người ta hát thánh ca rồi họ làm đủ trò trên trời, nhưng mà năm nay thì hoàn toàn không có tuyết, không, nó lạ luôn, nó không có tuyết, Đúng thì cũng ở đâu có tuyết. Và báo cáo anh một cái nữa là ngày mai là ngày kỷ công của bà già mất, Ok. tức là vì đó là ngày mai là thành thành lần là thành ra ngày hôm nay, từ bữa tôi về tới bây giờ thì tôi chưa có ra thăm mộ bà già, Con thấy thì bởi vì nó có nhiều trường hợp mà thấy rõ ràng chưa gì dư gì, nó nói mình bưng bô nó mà nó cắt mẹ nó cái bô luôn rồi. Bây giờ thằng Mỹ nó bưng như tôi cũng bưng, tôi đang trong khổ cái gì, xe tập luyện 3 tuần lễ mới xong cách đây 2 ngày rồi, ok mới đi ra rồi. Mới chạy về với bữa nay mới lo công việc, thì gần tới ngày kỵ côn của bà già, thì ngày bữa nay thì xuống mộ thăm bà già, xong ngày Có mai là kỵ côn, nói như vậy đó, thẳng như vậy, thấy đi chung với là thằng con trai. có thấy Thì nói chung là ở anh cũng hiểu là ở đây thì cái ngày kỵ côn của bà già hoặc là ông già hoặc là cô đám giỗ nó không phải giống như ở Việt Nam. no. Ví dụ như ở Việt Nam mà một ông chủ huynh trưởng cùng gia đình hoặc là người trưởng tộc hay là người trưởng họ hay là gì đó, ví dụ kỵ côn của ông bà già hoặc là người tổ người thầy gì đó, thì thường thường họ tới đông lắm anh, và tất cả mọi người mọi ta Hàng xóm hàng xóm rồi đó, nhưng mà ở đây khác, ở đây thậm chí là cha mẹ mình rồi các anh em mà chị em của mình cũng vậy nữa, có nghĩa ai là mỗi người một việc, mà mỗi người có đều có công việc làm riêng, làm ra họ không thể nào, người thì ở Texas, người thì ở Bill, ở Washington, nói chung là họ rất là xa xôi, thành ra tụi bạn với nhau rồi thôi kệ, tới cái ngày kỵ cơm của má thì mạnh ai người nào ở nhà đó rồi nếu tưởng nhớ má thì cúng cơm nhà đó,
bị chửi anh ra thì tất cả mọi người ở đây thì tôi cũng báo cho vậy mấy đứa thôi. nhỏ báo cho mấy đứa nhỏ là ngày mai ông ba cúng bà các con về chơi thì mấy đứa nhỏ được cái mà ở mấy đứa nhỏ nhà tôi thì nó ở gần đây hết. Ba đứa về hết luôn thì ngày mai tôi chuẩn bị cũng tôi nấu cơm nấu canh nấu cá con thịt gì thay gái gì làm đại khái cô mà con gia đình mà cái này không phải nó không phải đúng lắm đúng mà đám dỗ của Việt Nam mình linh đình là chỗ đẹp có cả những người mà ví dụ hàng xóm người ta tới ta phụ ta nấu ra người ta bè vẽ được nhiều món nào là chả nào là đủ thứ còn ở đây chỉ có cơm thường lý cơm mình ăn mỗi ngày đúng thế thôi. Sáng nay thì hai cha con đi chợ thì có đòi thằng con trai nó đòi ăn canh chua mà vô trong chợ mua thì canh chua thì có đồ nhưng mà gia vị thì không mà canh chua mà không có bạc hà không làm sao nấu không có này không kia nó thiếu tụi tôi đang nó thôi mà mệt quá coi tôi bây giờ nấu canh chua nữa câu nó canh khác đi nó kêu bố canh rồi mua mấy con cá về bà già tôi thì bà người Trung mà cho ra bà thích ăn rồi sau lúc mà còn sinh tiền thì bà già ăn thích khoái ăn đồ biển ví dụ như bà già em là người Trung người Bình Định và Quy Nhơn ngày xưa đó bà già hay kể lại những cái chuyện mà năm tháng ngày xưa còn ở quê hồi còn nhỏ bà già còn con gái thì ở trước đường thường thường người ta những người đi biển ta về ta kéo lá kéo thì có những cái xe đạp chất hai cái vỏ rồi xé hai bên rồi cá thu cá người gì đó chổng cái đuôi lên rồi xong ta đi khắp làng khắp xóm ta ra bà nhà bà ăn mua là mua nguyên con chứ không có mua kiểu mua khứa giống như kiểu vậy thôi mua nguyên con rồi về làm đủ trò ăn thì bây giờ thức ăn thì mới ra tôi mua một con cá bây giờ hồi xưa qua Mỹ thì bà thích ăn con cá chim anh biết con cá chim không biết con cá chim khi chiên lên làm sạch sẽ chiên lên làm mắm ớt rồi xong rồi cái rau sống vậy là bà phải mình mua một con cá chim hai con cá ba sa rồi tất cả những cái dịch vụ như là thịt heo luộc các cái mình mua sẵn rồi để ngày mai mình lên làm dỗ thế thôi cúng mâm cơm cho bà rồi ok thì mình nói lại một cái tình hình ở nước Mỹ thì mình cũng sơ lược qua cho anh biết rồi tình hình coi như là kinh tế nó ảm đạm và những người mà họ bị kéo nhà rồi họ trả hình như bây giờ nó làm rất nhiều sáng nay tôi tưởng là ở chỗ Minneapolis nó lạnh cho nên rằng không có homeless thì thực chất đi xuống cái đường gọi là gì là cái đường 20 em mấy cũng thấy một giải homeless cũng còn chăn mền chiếu gối mùng mền ở ngoài đường đồ khổ tội thế vậy bởi vì nó càng ngày càng nặng nề càng ngày càng nặng nề mùa này mà người ta ở ngoài đường là khổ lắm mấy người ta chết luôn rất là lạnh anh à mà rồi xứ ở đó xứ bên Cali nó còn lạnh huống chi là phía bên tôi nghĩ là bên nay mai sẽ đem cảnh sát tới nó dẹp rồi nó lùa những cái đám người nào vô trong cái nhà chính phủ đúng rồi tòa nhà chính phủ là nó có giống như là kiểu như là nó không phải là cung cấp nó không phải là dành cho người homeless nhưng đúng. Mà nhà nó có sức chứa lớn đúng rồi nó dồn nó khỏi chết người đúng ta, rồi nó ấm chết đúng rồi anh ok rồi là nói giờ cứ nói gì đi anh có gì nữa không anh có bổ túc được thêm không thì đó bên anh chợ muốn sao thì cũng vậy đó hôm qua là 25 là Giáng sinh thì là 23-24 thì tôi đi chợ tôi đi ra cái chợ supermarket ở đây to thật là to khổng lồ tôi vô tôi kiếm mấy miếng gừng không có gừng anh mà tôi nhìn mà tôi thấy là cũng không có ai mua mà tôi nhìn các bạn kinh là thấy là cũng trống trống mà chợ là chợ thức ăn đấy nhá mà chợ của Mỹ mà trước ngày Tết đấy mà cái chợ nó có khoảng chừng mười mấy cái người cái đồ check hàng đấy mười mấy cái cashier mà chỉ có hai ba cái nó mở thôi tại vì không có người mà nó là cái chợ đó là chợ thức ăn đó mà tôi thấy không có người mà cái bà kinh trống lỗng anh tôi ban ngày trống lỗng không có người anh nói vậy là cũng phải đó mà tôi bên này tôi thấy cũng vậy đây thấy có vẻ rất là yên lặng đừng nói với ai tôi này anh biết không giờ này khoảng chừng tôi nghĩ là khoảng chừng một tháng này đó đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà kể từ ngày tôi đến Mỹ tôi ở đây lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không có coi TV này tôi không coi tin tức chứ tôi là cái thằng trang nghiện tin tức là một ngày đó là có gì tôi cũng phải một tiếng đồng hồ để tôi có tin tức của cái đài TV mà bây giờ là tôi không có coi nữa tôi không có mở ra tôi nhìn mấy cái có nó chạy cái chữ gì thôi tôi tắt đi tại vì em biết đâu mở ra mà thấy đánh nhau ông sợ trắng anh mà tôi nghĩ mà tôi mà cái bụng tôi như vậy thì mấy người Mỹ họ cũng vậy tại vì giờ người Mỹ bây giờ họ đang đánh nhau này họ mở TV ra là thấy đánh nhau thì từ đó họ
có về chứ, họ người Mỹ nó họ là người họ cũng, cũng đúng rồi cũng, cũng, mình cũng, chỉ nói trên cái vấn đề tinh thần là vấn đề chính phủ Mỹ và những cái người là lập pháp thôi, chứ còn thực chất người dân Mỹ cũng có người tốt có người xấu, cũng có người thương có người ghét. Nhưng mà đúng rồi, nhưng mình có gì vậy? À, cái tình hình chính trị thì mình không biết bàn, bởi vì nó không thể nào hiểu nổi. Nói thẳng, mới có tin tức là rồi thấy ông Donald Trump cũng vậy, trời ơi, nó cũng hầm bà đầm thắng cấu. Nếu nói một cách khác cho nữa này, nếu mà mình lấy một cái tiêu chí của người Á Đông mà mình phán xét cho một người nước Mỹ thì cái chuyện nó hơi hoàn toàn nó khập khiễng. Nhưng mà theo mình, lỡ tôi già rồi muốn dành cái đó của mình, nó vẫn có cái chuyện gì đó, nó vẫn có cái gì đó có trong đầu mình, vẫn có cái gì mà khổng đạo, đạo khổng đạo đạo ví dụ như vậy, vẫn tôn thờ cha mẹ, vẫn tôn thầy thầy cô, nó vẫn có sự thứ tự trong cái vấn đề gia giáo. Nên chưa ra mình thấy nước Mỹ mình cảm thấy mình chán bởi vì nó không có cái sự mà gọi như tôn trọng. Đây là mình không chê bai cả, mình không được quyền phán xét bất cứ một người nào, nhưng mà mình thấy nó có vẻ giống như nồi cháo heo anh. Đó rõ ràng lộn xộn, bây giờ nó tùm lum ta la. Ok. Chào thứ nhất. Ôi chào thứ nhất. Chào anh. Chào hai anh. Mà sao bữa nay có cái gì mà lôi tôi lên đột xuất vậy? Đâu có đâu, thì tao không thích, tao ở Mỹ thì tao không biết ở Việt Nam mà tao lôi mình lên tao hỏi thăm. còn cái gì tao không biết cái gì ở Mỹ, tao có ở đây tao cháu có biết gì tao nói được vậy thì vậy thôi. Sáng dậy anh sáng anh thứ nhất là thường thường sáng mấy giờ anh dậy? Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Dạ 3 giờ sáng anh, 3 giờ sáng tôi dậy rồi. Tôi cũng dậy sớm vậy đó hả? Nó dậy sớm hay hoa. Mày ghê lắm. Tao nội tôi chứ nói, ồ tôi làm như anh tôi giờ chứng nước cũng đi pháo vào màu với hái mẹ gì. Vì tôi bệnh anh Cảm ơn anh Phượng. Tôi bệnh rồi tôi thuốc nó về tôi ngủ sớm. Tôi làm lại cho một bụng nè. Trời ơi, vậy hả? Ok, được rồi, để off được. Rồi. Con gái yêu quái của tôi nó gọi. Vậy hả? Tôi ngại lên anh biết tại sao không? Không. Tôi nãy tôi không muốn lên, tôi sợ ông Cẩm chửi. Trời ơi. Vì cái bản mặt tôi nó tệ quá đi. Ta không có ưa. Cho nên là tôi không muốn lên cái gì hết á. Tao thiệt mày, gia tài tao có cái bô tao bưng mà giờ nó cắt mẹ nó cái bô rồi, tao hỏi mày tao bưng gì nữa. Thấy không? Mà tụi Mỹ dành nó bưng rồi, tao không có bưng nữa, tao mạnh quá. Cười gì? Mà bưng cái bô bự nữa không? Bưng cái bô bự nữa hả? Làm tao nó còn bưng nữa đâu, đồ khổ kiểu. Mình nói một cái có một chuyện này nè. Mình nói vấn đề truyền thông nước ngoài đi, hải ngoại chút xíu. Nếu á mà mình chỉ nói một cái điều nè, thường thường mấy ông này họ như là họ không có trách nhiệm về lời nói của họ, cái họ nói ra họ không có cần cái nói xong rồi phủi tay xong rồi trong đây em tao nhớ lại cái chuyện này. Nếu mà có trách nhiệm mà chẳng lẽ mấy truyền thông này học máu chết mẹ hết, ví dụ như thầy Đạm á, nếu mà nói sai nói mà coi như là nói bậy nó bạ mà nó không có đúng sự thật á, là nó học máu nó chết, chắc nó chết nhiều lắm mà tao nghĩ chết hết. Tao nhớ ông Phan Kỳ Nhơn á, được cái năm 2000 cái ông mà trung tổng ông Trung mới bị lắc cử xong, cái ông đứng tuyên bố trong giặt giơ tay ông quơ lên, tao thách đồ má thì mày ăn ngon mà mời qua Donald Trump qua bên Việt Nam đi, đồ mà nói từ trước từ sau không mấy chú mấy vậy nói để mọi tao nói là lớn rồi dài rồi, thế nó bởi tao nói tao rất là tao thì bolo bola thì tao chẳng bao giờ dám nói cái gì mà 100% cả, cái nào xong rồi thực tế biết rồi đi trang hệ tao mới nói, còn không tao không nói. Còn có nhiều thằng nó buồn cười lắm, ổng bây giờ mất tiêu rồi, tao không thấy nữa giờ nói cho sướng mà nói cho đã rồi, xong tự sao lĩnh luôn. Khi tao hầu như truyền thông ở bên hải ngoại là như vậy, kể cả những cái báo đài, những cái thứ mà coi như là kênh YouTube bao giờ bán mình gọi là bao giờ truyền thông thổ tả, hầu như là ba chẳng bao giờ nó có trách nhiệm với lời nói cả. Có nhiều thằng là đứng buồn cười, trời ơi đủ mấy cái tổng thống Mỹ qua là bắn 21 bác đại phát này, bắn con khỉ ta có mẹ đâu bắn đâu khổ. Ủa là anh Phượng nó mất rồi. Trời ơi, ông Phượng nghe nè. Ok bác. Ok thì mình tạm dừng ở đây luôn ha, Nam Tiên Đồng. Chào Nam Tiên Đồng.